chị em. Hôm nay trong cái video này, chị sẽ chia sẻ với các chị em về một cái nội dung là khi mà mình dưỡng da thì mình cũng phải dưỡng đúng cách thì cái da của mình nó mới đẹp được. Da nó cũng cần phải thở cho nên nó cần có thời gian để da trống thì da mình mới đẹp được nha các chị em. Thông thường nhiều khi thì mình ban ngày mình sử dụng kem chống nắng hoặc là những cái loại kem dưỡng gì đó, và khi chiều về thì các chị ít khi tẩy trang ngay, mà mình chỉ tẩy trang trước khi đi ngủ, rồi sau khi tẩy trang xong mình lại xài kem dưỡng lên tiếp, thì gần như là 24/24 da của mình nó không có được thở. Vì vậy mà nhiều khi các chị em thấy là nó chưa có được giống như là mình mong muốn. Mưa lớn quá. Chính vì vậy mà hôm nay chúng chia sẻ với chị em một cái cách là các chị em nhớ giúp xíu là sau khi buổi chiều thì các chị em nhớ là mình sẽ tẩy trang để cho da thở, và khoảng vài tiếng sau trước khi đi ngủ thì mình bắt đầu sử dụng kem dưỡng lên nha chị em. Và cái cách của Tiến á, sau khi buổi chiều về ăn cơm xong, lúc mà mặt trời vừa xuống, tại vì mình biết là khi mà mặt trời lặn thì cái tia UVA nó cũng không còn, do đó các chị em có thể tẩy trang, tại vì lúc đó da của mình cũng sẽ không có bị ảnh hưởng tia UVA nữa. Do đó là sau khi mà ăn cơm xong thì thông thường Tiến sẽ tẩy trang. Tẩy trang một lần nữa Tiến cũng muốn chia sẻ với các chị em về cái tầm quan trọng của nước tẩy trang. Nhiều chị em vẫn nghĩ là mình không có trang điểm, mình không có make up, mình không cần phải tẩy trang. Tuy nhiên cái tẩy trang nó đóng vai trò cực kỳ là quan trọng nha các chị em. Tại vì da khi mà mình sử dụng sữa rửa mặt thì mình chỉ rửa được trên bề mặt của da mình thôi, trong khi đó cái lỗ chân lông thì nó sẽ nằm lõm xuống phía dưới. Và bình thường nếu như mình không sử dụng kem chống nắng, không sử dụng mỹ phẩm gì đi nữa, thì trong không khí nó vẫn có bụi bẩn, đúng không, nó lọt vô cái lỗ chân lông và nó nằm ở đó. Nếu như mình không tẩy trang thì ngày này qua ngày kia nó sẽ nằm ở đó, giống như cái việc là các chị em hình dung là y chang như cái việc là cái nhà mình mà mình khi mà mình quét nhà, mình lau nhà thì mình chỉ quét đường đi thôi, còn ở trong gầm bàn hoặc là ở dưới giường gì đó thì mình sẽ không quét, lâu ngày nó sẽ đóng một cái lớp bụi rất là dày. Nó tương tự như vậy đó, có nghĩa là nếu như mình không tẩy trang hàng ngày thì cái da của mình hàng ngày nó sẽ chứa đựng những cái bụi bẩn đó. Chưa kể đến là các chị em mà sử dụng mỹ phẩm kem chống nắng nha, nếu như mình không tẩy trang hàng ngày thì cái lượng kem còn thừa đó nó sẽ nằm trong cái lỗ chân lông đó và nó làm cho cái lỗ chân lông của mình ngày càng to ra, do đó da của mình không có được mịn. Sau khi mà mình tẩy trang xong thì sẽ đến dùng cái sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì cái dòng sữa rửa mặt ở đây Tiến nói là xin xỉn, cái sữa rửa mặt này nó rất là dịu nhẹ và cái độ pH của nó là từ 5.5 đến 6, là rất phù hợp với da của mình. Và sau khi dùng sữa rửa mặt xong thì các chị em nhớ chút xíu là mình sẽ sử dụng cái toner này để mà mình cân bằng độ ẩm, cân bằng độ pH cho da. Mặc dù cái sữa rửa mặt của mình nó rất là dịu nhẹ, tuy nhiên nó vẫn làm mất cân bằng một cái mức độ nhất định, và nếu như để cho da nó tự cân bằng trở lại thì sau 6 đến 8 tiếng nó sẽ tự cân bằng, và sau 6 đến 8 tiếng nó mất cân bằng như vậy thì làm cho da của mình rất là nhanh bị lão hóa. Do đó các chị em nhớ là mình phải sử dụng toner hoặc là nước hoa hồng. Nước hoa hồng cũng được, toner thì nè cái dạng nó cao cấp hơn nước hoa hồng, tuy nhiên mà mình có thể sử dụng nước hoa hồng cũng được để giúp cho cái da mình cân bằng trở lại ngay lập tức. Có nghĩa là nó không phải chống chọi 6 đến 8 tiếng đồng hồ để mà nó níu kéo lại cứ làm cân bằng trở lại, mà vừa nó vừa bị sữa rửa mặt, sử dụng sữa rửa mặt nó làm mất cân bằng thì mình sử dụng toner lên thì nó sẽ cân bằng da ngay lập tức. Chính vì vậy mà cái da của mình sẽ được trẻ lâu hơn, nó không có bị lão hóa. Đó, các chị em nhớ chút xíu nha, là da phải được thở, do đó các chị em phải có cái thời gian để cho